Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ bảy ngày 23 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31. Phú Yên chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sơn La sẽ tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tại huyện Phú Yên và thành phố Sơn La năm 2022. Nâng cao công tác đảm bảo an ninh an toàn trong hệ thống ngân hàng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành nhằm rà soát các khâu chuẩn bị tổ chức đại hội. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho ý kiến chỉ đạo hướng tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị và hậu cần của SEA Games 31, khâu chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc, điều phối phương tiện vận tải phục vụ các đoàn thể thao, việc chậm tiến độ của một số hạng mục cải tạo nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu, quy trình phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi đấu, xử lý tình huống vận động viên, huấn luyện viên bị mắc COVID-19. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý ngay các khó khăn vướng mắc, các vấn đề đặt ra, nhất là các thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức chu đáo, thành công SEA Games 31. Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, đến nay các công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực. Ban tổ chức đã ban hành điều lệ thi đấu, sách hướng dẫn, lịch thi đấu của các môn, tiếp nhận đăng ký của các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên 11 quốc gia, mời gần 1.300 các trọng tài giám sát, quan chức kỹ thuật quốc tế, hơn 2.500 phóng viên báo chí trong và ngoài nước, bố trí 31 khách sạn làm cơ sở lưu trú cho các đoàn thể thao. Đáng chú ý, một số nội dung liên quan đến tổ chức đại hội được thực hiện bằng phương thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước như xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin phục vụ đăng ký và quản lý đại hội, tổ chức thi đấu các môn esports, bowling, ba môn phối hợp billiards và snooker. Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 tại phường Triềng Cơi. Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố đã tuyên truyền các nội dung chính của luật bảo vệ môi trường năm 2020 như sự cần thiết, mục tiêu quan điểm xây dựng luật, quá trình xây dựng luật, một số điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Hội nghị cũng đã thảo luận một số vấn đề về xử lý nước thải tại các hồ sinh học, khả năng tái chế rác thải, tác hại của rác thải nhựa đến môi trường và đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông. Vai trò trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ công chức viên chức trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Sơn La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Huyện Yên Châu vừa tổ chức hội nghị xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, thôn, bản cho các ban quản lý các bản trên địa bàn xã Trường Pan. Tại hội nghị, chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Mai Sơn, Yên Châu và Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai các quy định có liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hoạt động nhóm tiết kiệm tự quản của cộng đồng. Ngay sau hội nghị, bản Bong Xanh, xã Trường Pằn đã tổ chức điểm xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của nhóm tiết kiệm tự quản năm 2022. Trung tâm Chính trị thành phố Sơn La vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2022 cho 75 quần chúng ưu tú của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố. Các học viên sẽ được nghiên cứu học tập 5 nội dung cơ bản với 4 chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về những kiến thức cơ bản về Đảng, quá trình ra đời, phát triển và lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời được tìm hiểu và nghiên cứu về những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiểu rõ hơn về bản chất, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua tại huyện Mộc Châu, trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022. Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề tổng quan về môi trường và một số phương hướng giải pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nghe giới thiệu kinh nghiệm về công tác bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch, di tích, lễ hội, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, cơ sở lưu trú tại tỉnh Sơn La, các quy định của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, thực trạng và giải pháp. Trong thời gian tập huấn, các học viên còn được tham gia nghiên cứu thực tế tại khu di tích Tây Tiến, khu du lịch rừng Thông Bản Áng, huyện Mộc Châu. Hội khuyến học tỉnh vừa có cuộc làm việc với Hội khuyến học huyện Quỳnh Nhai kiểm tra việc triển khai công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn huyện. Trong quý 1 năm nay, công tác hội và phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng các cấp hội trong huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác phát triển tổ chức hội và hội viên được duy trì. Cùng với đó, công tác xây dựng quỹ hội được các cấp hội chú trọng thực hiện, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đảm bảo kịp thời. Các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tại cuộc làm việc, Hội khuyến học tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Nhai tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện tốt đề án 281, đồng thời huy động phát triển nguồn quỹ hội, nêu gương, khen thưởng kịp thời các mô hình học tập tiêu biểu và công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt lượng kiến thức cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong tháng 7 tới, thời điểm này, trường Trung học phổ thông Phú Yên, huyện Phú Yên xác định đây là giai đoạn nước rút đối với học sinh cuối cấp. Do đó, thầy và trò nhà trường đã và đang chủ động nỗ lực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Ngay từ đầu năm học, 411 học sinh tại 10 lớp khối lớp 12 cùng các thầy cô giáo của trường Trung học phổ thông Phú Yên đã chủ động linh hoạt trong tổ chức dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19. Thực hiện hiệu quả tổ chức giảng dạy theo khung chương trình và tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Đến thời điểm này, học sinh khối lớp 12 đã hoàn thành 100% chương trình học và thi thử lần 1 do nhà trường tổ chức. Ngày 15-16 tháng 4 vừa qua, nhà trường đã tổ chức thi thử lần 1 cho các em học sinh. Hiện nay các thầy cô đang chấm bài, phân tích kết quả và đánh giá năng lực của từng học sinh. Theo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Do đó, cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã chủ động củng cố kiến thức, ôn luyện và coi đây là nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu. Trước đó là chúng tôi có nghiên cứu kỹ về cái đề thi tốt nghiệp năm 2021 và đề thi tham khảo năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi đã tiến hành và đưa ra cái bộ dùng chung cho khối ôn tập. Qua các tiết ôn tập thì tôi đã chú trọng đến đó là học sinh yếu, học sinh có nguy cơ chưa tốt nghiệp. Từ đó là quan tâm và giúp đỡ học sinh này nhiều hơn. Xác định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời, nên hầu hết các học sinh luôn chủ động trong việc học tập, ôn luyện kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài để có thể tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Mong muốn của em là được vào ngành truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì cái ngành này nó cần phải yêu cầu một cái số điểm rất là cao. Em luôn phải chăm chỉ trong việc lắng nghe bài giảng ở trên lớp, cùng với đó là những sự giúp đỡ và sự hướng dẫn tỉ mỉ của các thầy cô giáo để em có thể thực hiện đi đúng hướng và đạt được kết quả cao hơn. Với sự đồng hành của các thầy cô giáo, mong rằng các em học sinh sẽ có được những kiến thức cần thiết, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và đạt kết quả cao. Trường cho cơ sở chất lượng cao huyện Mai Sơn vừa tổ chức ngày hội sách với chủ đề trao đổi sách, trao đổi ước mơ. Ngày hội đọc sách do Trường Trung học Cơ sở Chất lượng Cao Mai Sơn tổ chức thực sự là một sân chơi vui tươi, bổ ích cho tất cả các em học sinh. Sau những giờ học mệt mỏi căng thẳng, góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn cho các em biết chọn những loại sách có nội dung tốt, tính giáo dục cao, phù hợp với tâm sinh lý của từng học sinh, đồng thời giúp các em học tập những gương người tốt, việc tốt, các nhân vật, sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên, khoa học để phục vụ tốt trong việc học tập, nâng cao kiến thức, hình thành nhân cách của các em.
Hội Cựu chiến binh tỉnh và công ty Điệp Sơn La vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh Mùa A Lử, một hộ nghèo ở bản Trông Tàu, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Được công ty Điện lực Sơn La hỗ trợ kinh phí cùng với sự giúp đỡ của bà con nhân dân trong bản, gia đình ông Mùa A Lử đã hoàn thiện được ngôi nhà ở với diện tích 72m². Được sự quan tâm hỗ trợ làm nhà ở, gia đình tôi đã làm được một ngôi nhà tốt để ở, không lo nữa. Rất cảm ơn, chúng tôi sẽ tích cực sản xuất để thoát nghèo. Căn nhà gỗ được hoàn thiện với tổng kinh phí là 65 triệu đồng, trong đó công ty Điện lực Sơn La hỗ trợ 25 triệu đồng. Vốn của gia đình và người dân trong bản giúp đỡ là 40 triệu đồng. Số tiền này do gần 900 cán bộ công nhân viên của công ty Điện lực Sơn La chúng tôi đóng góp. Tuy là về vật chất thì chưa được nhiều, nhưng chúng tôi cũng hy vọng là cũng góp phần thêm được cái động lực để cho các hội viên yên tâm vượt qua khó khăn, thoát nghèo để ổn định cuộc sống. Công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo hiện nay đang được các cấp các ngành quan tâm để các hộ nghèo vươn lên trong lao động sản xuất, ổn định đời sống. Hôm qua, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La đã tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Chi đoàn luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La và đoàn khối về triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, đảm bảo nguyên tắc, lấy việc hoàn thành công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng đảng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu và kết nạp đảng cho 5 đoàn viên ưu tú. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai thường xuyên, thu được nhiều hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ là đoàn viên thanh niên thực hiện tốt 3 mục tiêu: dân số, sức khỏe, môi trường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 phong trào, 3 chương trình, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Giới thiệu từ 3 đoàn viên ưu tú trở lên, trong đó ít nhất 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Hôm qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La đã khai mạc giải thể thao thanh niên lần thứ 4 năm 2022. Tham gia giải có hơn 500 vận động viên trong độ tuổi từ 15 đến 35, đến từ 45 câu lạc bộ thể thao trong toàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 nội dung gồm bóng đá nam, bóng chuyền gia nam nữ, cầu lông và bơi lội. Đây là hoạt động thường niên do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh niên các dân tộc trong tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết tập hợp thanh niên. Giải thể thao thanh niên là dịp để các đơn vị có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ cách thức tổ chức và phát huy khả năng, năng khiếu của thanh niên, đồng thời phát triển các bộ môn thể thao được giới trẻ yêu thích, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4. Năm 2022, Sơn La sẽ tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện với nội dung diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện Phú Yên diễn ra trong tháng 6 tới và diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại thành phố Sơn La diễn ra vào tháng 11. Nội dung tập trung chính vào diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ, cháy rừng có thể xảy ra trong năm 2022. Các nội dung diễn tập phải vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Trước sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra gay gắt, tình hình thiên tai, mưa lũ và sạt lở trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và môi trường sinh thái. Do đó, thông qua các cuộc diễn tập như vậy là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Huyện Sông Mã vừa tổ chức thành công các nội dung diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 tại hai xã Mường Lầm và Triềng En. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm hai phần cơ chế và thực binh với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng. Tất cả chương trình hội nghị đều được khung tập thực hiện đảm bảo thời gian đúng trình tự. Phần thực binh có nội dung hấp dẫn và sinh động. Mặc dù thời tiết mưa kéo dài khiến nền đất trơn trượt, nhưng khung tập đã thể hiện quyết tâm cao, vận hành theo kịch bản, phương pháp giải quyết linh hoạt, có sự thống nhất cao. Trung đội dân quân tham gia bắn chấp hành nghiêm các quy định kỷ luật sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 của hai xã Mường Lầm và Triềng En
được ban chỉ đạo xếp loại giỏi đạt mục đích yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thuận Châu cũng vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 xã Bó 10, Tông Cọ, Mường Khiêng và Liệp Tè. Nội dung luyện tập và diễn tập được chia thành 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng an ninh, giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong phần diễn tập thực binh, các lực lượng tổ chức hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ với nội dung đánh địch co cụm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị an toàn. Thời gian qua, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước liên tục xảy ra các vụ trộm cướp ngân hàng, trộm cắp tại các cơ quan tổ chức tín dụng với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Và từ thực tế này, thì Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Buổi kiểm tra về công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, trộm cướp tài sản tại tất cả các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ được lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La quan tâm chú trọng trong thời gian qua. Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an Sơn La đã tiến hành khảo sát 11 chi nhánh ngân hàng đối với thiết bị cảnh báo. Cùng với đó, lực lượng kỹ thuật hình sự cũng phối hợp trang bị kiến thức cho lực lượng bảo vệ, nâng cao cảnh giác, có kỹ năng sớm phát hiện, ngăn chặn, tự phòng vệ và đối phó với tình huống đột xuất xảy ra. Cái việc sử dụng cái thiết bị nghiệp vụ ở đây, đó là thiết bị báo động bí mật, thì nó giúp cho cái việc kết nối với lại lực lượng công an cơ sở như công an phường, đội cảnh sát hình sự công an thành phố, đội cảnh sát trật tự 113. Khi mà có sự việc xảy ra tại các ngân hàng thì ngay lập tức hệ thống báo động sẽ truyền tín hiệu trực tiếp đến các lực lượng chức năng để các lực lượng chức năng bố trí lực lượng xuống hiện trường kịp thời xử lý các tình huống. Được phòng kỹ thuật nghiệp vụ cũng triển khai các cái thiết bị mới hiện đại trong cái việc bảo vệ an ninh của trụ sở ngân hàng, thì tôi cho rằng là đây là một trong những cái nội dung cực kỳ ý nghĩa và vô cùng quan trọng trong cái bối cảnh mà cái tội phạm ngân hàng hiện nay đang liên tục gia tăng. Và với cái thiết bị này, nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi trong cái quá trình kết nối được thông tin. Khi mà có cái đối tượng đột nhập và có cái sự cố tại ngân hàng thì chúng tôi đã kết nối được ngay với các lực lượng an ninh, lực lượng bảo vệ, lực lượng hỗ trợ, công an phường và công an tỉnh cũng như công an thành phố trong việc triển khai để truy bắt đối tượng. Mặc dù trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa xảy ra vụ trộm cướp tài sản nghiêm trọng có giá trị lớn tại các văn phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, tuy nhiên các loại tội phạm này hoạt động rất tinh vi, manh động và liều lĩnh. Do đó mỗi tổ chức cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, chủ động kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đối phó với các nguy cơ tội phạm xảy ra. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, có mưa vài nơi, trời lạnh, ngày nắng, gió nhẹ. Thời tiết các nơi trong tỉnh: thành phố Sơn La mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Huyện Thuận Châu mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 21 đến 31 độ. Huyện Quỳnh Nhai mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 21 đến 31 độ. Huyện Mường La mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Huyện Mai Sơn mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Huyện Sông Mã mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Huyện Sốp Cộp mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Huyện Bắc Yên mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 20 đến 28 độ. Huyện Phú Yên mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 21 đến 31 độ. Huyện Yên Châu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ 22 đến 32 độ. Huyện Mộc Châu mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 19 đến 27 độ. Huyện Vân Hồ mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 19 đến 27 độ.